Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Bây giờ đang là buổi sáng của ngày 16 tháng 8 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại trung tâm thương mại ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để giao hàng và lắp hàng đồ gỗ phòng khách cho quý khách hàng đã đặt hàng online. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành có mặt trên toàn quốc giao hàng, vận chuyển và lắp đặt. Thì quý vị muốn đặt hàng đồ gỗ online, quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại 0986 88 3349 để đặt hàng. Thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Mình bây giờ đang là buổi sáng, thì chúng tôi đã có mặt tại gia đình nhà chị Mai anh Đoàn để bàn giao một bộ bàn ghế phòng khách cùng một kệ tivi. Bộ bàn ghế phòng khách này có tên gọi là bộ bàn ghế sơn thủy cộng với một chiếc kệ tivi kiểu vát gỗ hương đá. Thì toàn bộ gỗ hương đá này là được nhập khẩu từ Nam Phi. Chúng tôi đã làm một bộ bàn ghế 6 món cho gia đình anh. Thì kích thước của bộ bàn ghế sơn thủy này thì trong clip trước tôi đã giới thiệu phần mộc rồi, là chiếc ghế dài dài 2m40, chiều rộng là 61, chiều cao là 1m20. Còn hai chiếc ghế đơn là dài 1m, cao 1m20 và chiều sâu là 61. Chiếc kệ tivi là dài 24. Bộ bàn ghế sơn thủy là có bàn to là dài 1m46, rộng 81, và một bàn trà ở giữa hai ghế đơn. Nên như trên mình quý vị đang xem đây là có kích thước là 81 x 42. Toàn bộ khuôn tranh chúng tôi làm dày 3 phân và ván dày 1,5 phân. Chúng tôi đã bàn giao vào đúng không gian phòng khách của nhà anh. Phòng khách của anh rất là rộng, tầm 60 m². Anh đã xem rất nhiều các video bộ bàn ghế sơn thủy trên YouTube và anh đã chọn cơ sở đồ gỗ Hiền Lành để đặt hàng, tin tưởng. Anh đã đặt thêm một chiếc kệ tivi là chiếc kệ tivi 2m4 kê vào bên trong bộ bàn ghế. Chiếc kệ tivi có thông số như sau: chiều dài là 2m40 và chiều cao 74, chiều sâu là 46. Đây là anh mới đặt bộ bàn ghế và kệ, còn tivi thì anh chưa mua, anh sẽ kê vào sau. Thì quý vị ưng mẫu sản phẩm này, quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình 0986 88 3349 hoặc 0985 226 84. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đang phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành, quý vị có thể vào trang chủ để xem thêm các sản phẩm. Chúng tôi sẽ ghim video phần mộc ở cuối video này. Quý vị xem hết thì quý vị có thể xem lại phần mộc một lượt. Thì khi phần mộc thì chúng tôi đã quay rất là chi tiết rồi, từ vân gỗ đến kích thước cũng như chủng loại gỗ. Đồ gỗ Hiền Lành có mặt ở khắp mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc để lắp đặt bàn giao cho quý khách hàng những đồ gỗ phòng khách, đồ gỗ phòng thờ hoặc là đình chùa miếu mạo. Chúng tôi có nhận trùng tu các đồ thờ cúng. Thì quý vị cứ liên hệ cho chúng tôi theo hai số hotline trên màn hình, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng bộ một. Quý vị mà ở xa không về được thì quý vị có thể xem video trực tiếp của chúng tôi phát qua kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong tháng tới này thì chúng tôi sẽ bàn giao một cặp ngựa thờ về Nghệ An và một bộ hoành phi câu đối về Hà Trung Thanh Hóa, quý vị có thể tiện theo dõi hơn. Vâng, các bạn đang xem đây là chiếc kệ tivi gỗ hương đá 2m4 kiểu vát cánh đục tổ ong, 4 ngăn kéo hai bên. Buồng để tivi là chúng tôi làm dài 1m4 nên quý vị có thể kê tivi lên tới 100 inch cũng thoải mái nha. Quý vị hãy đăng ký kênh của Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất về bộ bàn ghế phòng khách gỗ hương cũng như là gỗ mun cũng như là kệ tivi. Quý vị có thể xem được. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.